Thanh Tú xin chào anh em nha. Hôm nay Thanh Tú xin giới thiệu với anh em một cái chiếc đài radio cassette đến từ thương hiệu Sanger. Con này nó có cái mã là model là U4SS nha anh em. Thì con này nó có cái màu đen bóng đó, rất là đẹp luôn đó, anh em thấy nè, nó bóng lưỡng luôn ha, màu đen bóng. Rồi hai bên kiền lo thì anh em thấy đó, cái kiền lo của nó làm bằng kim loại rất là dày ha. Đây rất là dày. Con này nó có 4 lo, hai lo bass và hai lo chép. Hai này là hai lo chép thạch anh nha anh em, chứ không phải là nó gắn kiểu nè, hai lo chép thạch anh luôn. Rồi thì tình trạng núm nút ở phía trên anh em thấy sáng bóng nè, rất là bóng luôn. Mặt ở trên đây là nhôm phay và nó dập sơn nha anh em, và dập chữ trắng lên. Phím cassette nó bằng kim loại, nó làm rất là bóng luôn, sang trọng lắm. Rồi bây giờ cho anh em xem là đây là con này nó có AUX cổng line nè anh em. Con này chạy DC 9V nha anh em, 9V. Rồi cái này là mã si quay sách, còn cái sáng bóng nè. Rồi đây là núm tuôn liên giò sóng. Mã si của lo trép nè, mã si lo kiền lo, mã si của quay sách nó rất là sáng bóng luôn. Đây là cửa băng nè. Thương hiệu cái con chó nằm dài nha anh em. Đây là cái công tơ số của nó quay nè. Rồi nghiêng cho anh em xem ở phía sau nè. Ở phía sau của nó cũng nhựa còn rất là đẹp luôn nha anh em. Con này nó chạy tới 7 cục pin nè anh em. 7 cục pin trung nha, 7 viên pin trung. Thanh Tú không có đủ pin, có 6 cục pin trung mà, cho nên là không có test được. Nhưng mà chắc chắn là nó ấy có đo trên máy nó ok đó. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test đài nha anh em. Trước tiên thì cắm nguồn nè, cắm nguồn DC nha anh em. Con này chạy DC 9V hoặc là 10V rưỡi cũng được. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test đài radio. Trước tiên là Thanh Tú để chế độ AM. Nên Bắc Hà được mệnh danh là cao nguyên trắng. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với các di tích lịch sử, những nét văn hóa lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số, đền Bắc Hà đã tiếng con này rất là hay, nó sáng tiếng lắm. Bước đến trải nghiệm khám phá. Ngọc Trường vừa rồi đã không chơi bóng bằng gầm giày, nhưng bóng này ra và đang tiếp sóng bóng bóng đá. Trong đấu thầu triển khai các dự án của tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng để điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trả lời câu hỏi của bạn. Mong chờ đón mong nhóm khôi dọc của phiếu đề xa cộn tiền này hả bà phê. Trên 610 kHz nó không trong cho máy nha. Đối với các vụ ngộ độc lớn gần đây xảy ra ở Đồng Nai, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, ngay sau khi FM nha. Xảy ra các vụ ngộ độc, đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở. Rồi FM nè, FM thì mình kéo anten lên. Rồi chỉnh lên nghe nè. FM con này 108 mặc định nha. Bắc Hà nhận thấy lễ hội đua ngựa Bắc Hà mang đậm các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, nên từ năm 2007 đến nay, lễ hội này luôn thu giữ gần 40 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu triển khai các thu gom nguyên ở ngoài thị trường là không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, cung cấp cho cái. Cũng vì thế đã có không ít người chẳng chịu nổi sự khắc nghiệt cạnh tranh mà dừng lại, như vẫn tập thể xử lý vi phạm được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để vừa là tuyên truyền nhưng mà vừa là có tính chất gian đe. Liên quan đến việc quản lý tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong cái quá trình phát triển của cái công nghệ thông tin và cái thương mại điện tử, những hoạt động này mà gần đây thì nó 20 Ngọc Trường về về thuế để tự ở đây nó có một cái bóng đèn anh em tự tiến hành các cái khi mà tín hiệu đài nó mạnh đó là theo nó sẽ cháy đúng cái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì các cái cơ quan thuế cũng đó, tắt đó phát kiểm tra đối với
trong tiếp tục phục vụ các em thiếu nhi cũng như là tiếp cận đến các em thiếu nhi nhiều hơn nữa. Vâng, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng là may mắn. Of carbon credit. The project aims to determine the carbon reserves. Cái việc mà mình diễn ở tại Dạp Đại Nam phục vụ cho các em học sinh ở trên địa bàn. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn thiện radio AM và FM, con này bắt rất là nét luôn. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test lại anh em ơi. Con này nó có cổng lê hình rất là hay nè. Tôi bật lên nha, cái cần gạt này nè, chuyển mạch nè, nó nấc cuối cùng là lên nè. Rồi ở đây nó có cái chế độ stereo mono nè. Em ngỡ tình muôn đời có ai ngờ bẽ bao giấc mộng chiều bật nè, mở nè. Đôi giờ đây thành mây. Tiếng rất là lớn luôn em. Em đã nhủ lòng em thôi chớ nên u sầu, hãy tìm vui trên phim. Rồi như vậy thì Thanh Tú có test cái phần lệ in tiếng rất là hay anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú trở về cassette nha. Thanh Tú xin test cái phần cassette nha anh em. Rồi cassette đây. Rồi Thanh Tú tua nè. Đó là tua lùi nha. Rồi, tôi tới nè. Đó, để gần nhìn. Play nè. Tiếng con này rất là hay nè. Rồi khi hết băng auto stop nha anh em. Rồi giờ Thanh Tú xin test là một đoạn ngắn cái lương nha. Hầu vượt qua cơn sóng gió phủ quanh mình. Băng này bị dứt. Rồi bây giờ xin test một cái mừng băng bằng cổ nha.
sờ nữa anh em, tạm dừng á. Duyên đôi mình là nở trầu cao, tình hai đứa như tơ hồng kết chặt. Thì Thanh Tú đã test hoàn hảo một chiếc đài nha anh em. Radio hoạt động rất là tốt, tiếng rất là nét nha. Line-in cũng rất là trong trẻo, rất là hay. Rồi băng cassette thì cũng tiếng rất là sáng, anh em thấy đó. Sanyo U4 hiệu con chó nằm này là tiếng rất là tốt. Rồi mà anh em giao lưu đến với Thanh Tú qua số điện thoại 0919073813. Anh em có cần thì kết nối chi tiết Zalo thì Thanh Tú sẽ gửi hình ảnh chi tiết. Những cái phần mà mạ xi sáng bóng này anh em, con này rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Núm nút là nó bằng kim loại hết, rất là đẹp luôn. Rồi Thanh Tú cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của Thanh Tú, xem và khen ngợi cho Thanh Tú ha. Có những anh em bình luận rất là thiết thực, đã Thanh Tú đã quay giúp cho anh em có những cái quay về cái ký ức kỷ niệm xưa. Rồi Thanh Tú cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những buổi chiều tiếp theo, Thanh Tú sẽ lên những cái con radio hoặc là cassette tiếp theo để anh em tham khảo nha. Rồi Thanh Tú xin chào.